Natalie ám chỉ Ngọc Trinh là bần cùng xã hội, Dạ Tung tin nhắn với đại gia. Những ngày qua, Natalie và Ngọc Trinh liên tục khẩu chiến, đá xéo nhau trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Nam ca sĩ ám chỉ Ngọc Trinh dàn dựng vụ trộm 15 tỷ, không cùng đẳng cấp với mình. Hay mới đây còn khẳng định ghê rợn khi bị đặt tên mình cạnh tên Ngọc Trinh. Mặc dù Ngọc Trinh không lên tiếng đáp trả trực tiếp như mới đây, quản lý của cô đã đăng bài mỉa mai lại và xin hãy buông tha. Sau bài đăng đó, Natalie tiếp tục nổi đó và dọa sẽ công bố nhiều bí mật về nữ hoàng nội y mà anh đang nắm trong tay. Nam ca sĩ đăng ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn với một người em bàn chuyện mua đất ở Đà Lạt. Người này tiết lộ Ngọc Trinh từng tuyên bố muốn tìm mua đất biệt thự Đà Lạt ngay sau khi đi du lịch ở đây, nhưng lúc được chào mời thì lại im re. Ngọc Trinh đăng status làm thằng em tưởng nó mua, nó nhờ em chào, anh ngờ im re, ảo quá ảo. Dòng tin nhắn khiến dân tình cho rằng Ngọc Trinh đang sống ảo. Không chỉ tỏ ra ngán ngẩm trước câu chuyện mua đất ảo của Ngọc Trinh, Natalie còn tuyên bố cực gắt ở dưới phần bình luận. Còn một tỷ thứ hay ho, chẳng hạn như giấy tờ cầm xe hay tin nhắn với các đại gia. Chúng mày tự lôi tao vào một vụ trời ơi đất hỡi. Chúng mày sống ảo trong cái showbiz này lâu năm rồi, quyền lực gì chúng mày? Không xin lỗi tao thì tao sẽ còn cho chúng mày lên sóng dài dài nha lũ bần cùng xã hội kia. Trước đó, Natalie từng bày tỏ việc không thích bị nhắc tên cùng với Ngọc Trinh. Nam ca sĩ chia sẻ đường link có nội dung viết về anh và Ngọc Trinh cùng dòng status gay gắt. Mình mong báo chí không nhắc đến tên nhân vật kia trong những bài viết về mình nữa nhé. Mình thấy rất ghê rợn khi tên mình bị đặt cạnh cái tên đó. Mình không có thói quen đa xoáy, mình luôn đạp thẳng vào mặt. Dù bị Natalie mỉa mai công khai nhưng Ngọc Trinh không có động thái gì, chỉ lẳng lặng đăng ảnh du lịch lên trang cá nhân. Về phía Natalie, anh vừa tuyên bố sẽ mở tiệc cho giới thượng lưu với chi phí lên tới vài trăm tỷ, như một cách chứng minh đẳng cấp đủ để đè bẹp Ngọc Trinh. Được biết, danh khách mời của buổi tiệc sẽ bao gồm 30 ngôi sao đình đám V-biz như diva Hồng Nhung, siêu mẫu Vũ Thu Phương, Thúy Hạnh, Hồ Quỳnh Hương, Phương Mai, cùng những tỷ phú, giới thân tín cấp cao là bạn bè của Natalie. Hai ngày trước khi dạ tiệc được diễn ra, Natalie đã chi 2 tỷ đồng cho khâu trang trí. Đây được dự đoán sẽ là sự kiện hoành tráng, sang trọng và vô cùng đặc sắc để khách mời có thể tận hưởng thú vui xa hoa, quý tộc. Đặc biệt, nam ca sĩ tiết lộ đã chi 400 tỷ đồng để chuẩn bị nhiều phần quà như du lịch đến khách sạn 7 sao ở Dubai, tàu biệt thự, du thuyền để dành tặng cho những khách mời đến tham dự. Nói về lý do tổ chức dạ tiệc giữa thời điểm này, Natalie chia sẻ, khi xã hội trên đà khôi phục, tôi muốn mang lại hy vọng và niềm vui để giúp mọi người có thể một lần nữa sống lại cuộc sống vui tươi và hân hoan, tận hưởng một cuộc sống đỉnh cao. Không chỉ gây choáng với cuộc sống nhung lụa, Natalie còn khiến nhiều người trầm trồ vì mối quan hệ với những ngôi sao quốc tế. Điển hình như tấm ảnh nam ca sĩ ngồi ăn tối cùng Sa Thi Mạn và Cổ Thiên Lạc. Hiện tại tuy không còn hoạt động showbiz, nhưng mỗi khi nhắc đến tên anh khán giả vẫn cực kỳ ấn tượng. Có thể nói, so về độ nổi tiếng thì nam ca sĩ không bằng Ngọc Trinh nhưng về độ giàu có, gia thế thì đúng là đỉnh của chót. Được biết, nam ca sĩ từng học thanh nhạc 6 năm và còn giành được thành tích đáng nể khi là người châu Á duy nhất lọt vào top 20 người của cuộc thi âm nhạc trẻ toàn nước Pháp vào năm 2003. Ngoài ra, Nathan còn tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc khác và gặt hái không ít giải thưởng. Hiện tại anh đang nắm giữ khối tài sản khủng với những căn biệt thự có giá vài trăm tỷ đồng cùng hàng loạt bất động sản ở nhiều nơi.